Hi, xin chào. Chào mừng các bạn đến với Việt Nam Thức Giấc. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Việt Nam như ngôi sao đang lên của thị trường chất bán dẫn toàn cầu. Hiện đã có một số doanh nghiệp Việt Nam tham gia sản xuất chip như FPT Semiconductor hay Viettel. Dự báo đến năm 2024, công nghiệp bán dẫn Việt Nam vượt giá trị 6,17 tỷ USD. Đây sẽ là con đường để Việt Nam tham gia sâu hơn vào ngành chip bán dẫn toàn cầu. Cơ hội vàng. FPT sẽ đạt 1 tỷ USD từ thị trường toàn cầu trong năm 2023. Sẽ còn rất nhiều cơ hội mở ra khi doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam này đạt mục tiêu 5 tỷ USD trong 5 năm nữa. Trong 3 chiến lược nổi bật của tập đoàn giai đoạn hiện nay, ngoài cung cấp giải pháp trong hệ sinh thái công nghệ AI, lĩnh vực phần mềm kỹ thuật ô tô không thể không nhắc đến lĩnh vực chip bán dẫn. Nhu cầu thiết kế các chip bán dẫn vô cùng lớn bởi những thiết bị công nghệ và phương tiện hiện nay đều cần. Phần thiết kế hiện đem lại doanh thu chiếm khoảng 60% trong cả nền công nghiệp bán dẫn. FPT hiện đang tập trung nguồn lực vào phần thiết kế nhằm đi sâu hơn vào ngành bán dẫn. Dù mới gia nhập thị trường chip bán dẫn một năm, nhưng FPT Semiconductor đã liên tục nhận được đơn đặt hàng của các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Mỹ. Trong năm nay, công ty này sẽ ra mắt thêm 7 dòng chip mới. Đến năm 2024, sẽ tiếp tục thiết kế, sản xuất dòng chip IoT Platform cho ứng dụng thiết bị thông minh, đeo tay, IoT cho nông, lâm, thủy hải sản. Về cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam trong ngành công nghiệp bán dẫn, trao đổi với Sputnik, ông Nguyễn Vinh Quang, giám đốc FPT Semiconductor đánh giá, Việt Nam sẽ có những lợi thế khi tham gia vào thị trường chip bán dẫn. Nếu chỉ thiết kế ra những dòng chip chạy theo thị trường thì ở thời điểm hiện tại sẽ rất khó. Nhưng nếu đi vào đúng nhu cầu khách hàng, làm ra những gì họ cần thì Việt Nam sẽ có lợi thế nhất định. Cơ hội sẽ có nhiều mảng. Về sản phẩm, như FPT đang đi theo hướng là chip nguồn. Ngoài mảng chip nguồn, các công ty của Việt Nam có thể tham gia với lợi thế nhất định để phát triển. Ví dụ, dòng chip IoT platform hiện tại chưa quá phát triển, cơ hội đang đến khi 5G triển khai rộng rãi tại nhiều nước. Các thiết bị IoT và các thiết bị nhà thông minh Smart Home Devices phát triển nở rộ, khi đó sẽ cần số lượng lớn về dòng chip để phục vụ nhu cầu này với giá thành và chất lượng phù hợp. Ngoài ra, có các mảng khác liên quan đến logistics hay kho bãi, Việt Nam cũng có thể trở thành hub cho mảng này trên thế giới, thay thế Singapore hay Hồng Kông, ông Quang cho hay. Tập trung đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực. Cơ hội luôn đi kèm với thách thức. Nhìn nhận thực tế, rào cản lớn cho ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam hiện nay là việc thiếu hụt kỹ sư công nghệ thông tin. Nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin, công nghiệp số của Việt Nam khoảng 150.000 kỹ sư trên năm, trong đó riêng ngành công nghiệp bán dẫn là 5.000 đến 10.000 kỹ sư trên năm, song khả năng đáp ứng chưa đến 20%. Thiếu hơn 80% nhân lực là sự thiếu hụt rất lớn, đây rõ ràng là vấn đề cần giải quyết cấp bách, bởi hiện có trên 50 doanh nghiệp FDI đã đầu tư vào Việt Nam về công nghiệp vi điện tử và bán dẫn. Tuy nhiên, nhận định mặt bằng chung về chất lượng nhân sự kỹ thuật và bán dẫn, giám đốc FPT Semiconductor Nguyễn Vinh Quang cho hay, nhân lực Việt Nam không thua kém thế giới. Riêng với FPT, trong năm 2023, Đại học FPT mở khoa vi mạch bán dẫn nhằm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao đang thiếu hụt, dự kiến đón lứa sinh viên đầu tiên vào năm 2024. Cách làm của Đại học FPT sẽ là kết hợp các trường lớn trên thế giới để đưa chương trình kết hợp với Mỹ, Nhật, Đài Loan và giảng dạy ở Việt Nam. Đây là cách nhanh nhất để đưa chương trình đào tạo về bán dẫn chuẩn của thế giới về Việt Nam để sinh viên khi ra trường có được kiến thức giống như sinh viên các nước Mỹ, Nhật. Trong vòng 3 năm tới, Đại học FPT sẽ triển khai cả chương trình đào tạo hệ thạc sĩ, giám đốc FPT Semiconductor chia sẻ. Với khoảng 10.000 nhân sự trong ngành này mà FPT đào tạo, 1/3 sẽ làm việc cho các công ty tại Việt Nam, 2/3 có chương trình riêng tại nước ngoài và có cơ hội ra nước ngoài làm việc. Giải quyết được những trở ngại nêu trên, chúng ta sẽ từng bước thu hút được những tập đoàn công nghệ toàn cầu thiết lập chuỗi cung ứng tại Việt Nam và nổi lên như một trung tâm sản xuất chip bán dẫn hàng đầu khu vực. Vì chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam nếu được đào tạo có thể làm được con chip ngay ở trong nước, từng bước thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, từ đó thiết lập chuỗi cung ứng tại đây và khi Việt Nam trở thành trung tâm chip của thế giới, công việc chắc chắn sẽ nhiều, nhưng đây sẽ là con đường giúp Việt Nam phồn vinh. Bước tiến mới của Việt Nam. Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia của Việt Nam NIC vừa khánh thành mới đây là mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo đầu tiên trên thế giới do nhà nước làm chủ. Đây được coi là bước đi mạnh mẽ của chính phủ Việt Nam với mục tiêu trở thành trung tâm của đổi mới sáng tạo trong khu vực và thế giới. Cơ hội nghìn năm có một. Cách đây vài năm, gần như tất cả những con chip Việt Nam đều phải nhập khẩu. Nhưng khoảng 10 năm trở lại đây, Việt Nam đi rất nhanh trong đổi mới sáng tạo. Nhiều ông lớn công nghệ Việt Nam như Viettel, FPT hay Vingroup đều ghi dấu ấn trong hoạt động đổi mới sáng tạo. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu quan tâm đến thị trường này.
Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam, NIC Hòa Lạc cho thấy quyết tâm đưa NIC trở thành hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với mong muốn động lực đổi mới sáng tạo trong nhiều năm của chính phủ Việt Nam sẽ có hàng triệu, hàng tỷ con chip được sản xuất tại Việt Nam khi làn sóng dịch chuyển của chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu đang hướng tới các thị trường mới. Trao đổi với Sputnik, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, NIC đóng vai trò quan trọng là một tổ chức trung gian khi làm việc và kết nối với các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính trong việc hỗ trợ gọi vốn và cơ sở mặt bằng cho các startup ngay từ giai đoạn đầu. Đây sẽ là hệ sinh thái tầm cỡ ở khu vực và thế giới để thu hút các đối tác, doanh nghiệp trong và ngoài nước đặt các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, nghiên cứu và phát triển cũng như dự án đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ, ông Vũ Quốc Huy nói. Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia cũng cho biết thêm, với riêng NIC, quá trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo tập trung vào công nghệ, trong đó có 8 lĩnh vực trọng tâm: nhà máy thông minh, đô thị thông minh, nội dung số, an ninh mạng, công nghệ môi trường, công nghệ y tế, công nghiệp bán dẫn và công nghệ hydrogen. Hiện Việt Nam đang xây dựng và tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh thuận lợi nhất với nhiều cơ chế ưu đãi đầu tư hấp dẫn cho các công ty, tập đoàn ngành bán dẫn. Các dự án đầu tư ngành bán dẫn thuộc lĩnh vực công nghệ cao được áp dụng những ưu đãi cao nhất trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam. Với những cơ chế riêng biệt, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng kỳ vọng NIC sẽ trở thành hạt nhân thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, giúp Việt Nam nắm bắt thời cơ nghìn năm có một của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để bứt phá vươn lên. Bệ phóng cho công nghiệp bán dẫn. Nhiều doanh nghiệp lớn như Intel, Marvell, Qualcomm, Amkor hiện đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Việt Nam đã ký hợp tác với một số tập đoàn của Mỹ là Synopsys, Cadence và Trường Đại học bang Arizona để thúc đẩy năng lực và thiết kế, phát triển chip bán dẫn cũng như đào tạo nhân lực chất lượng cao về ngành này. Vai trò của Việt Nam trong chuỗi công nghiệp bán dẫn ngày càng lớn. Trong khuôn khổ triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 VIIE 2023 tại Hà Nội, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ John Nuffer nhấn mạnh, người Mỹ hiểu rằng chuỗi cung ứng bán dẫn cần có sự hợp tác quốc tế, trong đó có Việt Nam. Đối tác hợp tác hiện nay của NIC bao gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Google, Samsung, SpaceX, Intel, Cadence, Vina Capital, Southeast Impact Allegiance, VNPT, Sovico, FPT về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, tăng cường nghiên cứu và phát triển chip bán dẫn. Đây là lĩnh vực luôn có nhu cầu trong nhiều năm tới. NIC đang mong muốn tập trung vào lĩnh vực này để sắp tới phối hợp với các trường, tập đoàn công nghệ và bán dẫn lớn trên thế giới nhằm đào tạo ra 50.000 kỹ sư công nghệ trong vòng 10 năm tới. Tầm nhìn Việt Nam sẽ trở thành nơi cung cấp nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn trên thế giới, ông Vũ Quốc Huy chia sẻ với Sputnik. Việt Nam có lợi thế về nguồn nhân lực chăm chỉ, cần cù. Tuy nhiên, chất lượng lao động hiện tại chưa đủ để phục vụ cho ngành công nghiệp đặc thù này. 75% số lượng chip bán dẫn được sản xuất ở Đông Á và Đông Nam Á và những gì Việt Nam đang làm cho thấy nỗ lực để nắm bắt cơ hội này. Dự kiến sẽ có khoảng 300 sinh viên tham gia các khóa học của Samsung Innovation Campus tại cơ sở này trong khóa học năm nay 2023-2024. Samsung cũng sẽ cung cấp và trang bị các thiết bị điện tử, phòng lab tại NIC Hòa Lạc nhằm phục vụ công tác giảng dạy các khóa học SIC nêu trên cũng như để phối hợp thực hiện các sự kiện, chương trình đào tạo và nghiên cứu khác trong khuôn khổ hoạt động trách nhiệm xã hội của Samsung Việt Nam. Cũng trong khuôn khổ hội nghị lần này, lần đầu tiên Việt Nam ra mắt mạng lưới bán dẫn và trung tâm ươm tạo thiết kế chip. Đây được xem như một bước tiến mới cho sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một đối tác tin cậy trong hệ sinh thái bán dẫn khu vực và toàn thế giới, nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu và hiện đại hóa nền kinh tế. Như vậy, sau gần 3 năm xây dựng, với cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng bài bản, hiện đại, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 28 tháng 10, tổng mức đầu tư khoảng 750.000 tỷ đồng, hoàn toàn bằng nguồn vốn xã hội hóa. NIC cơ sở Hòa Lạc là một tòa nhà với thiết kế hình cánh chim đại bàng cất cánh, biểu tượng cho sứ mệnh hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo, tạo nên các giá trị đột phá, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển vươn xa. Trung tâm là nơi hội tụ một hệ sinh thái năng động trong khu vực, quy tụ các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ lớn và nhân tài trong và ngoài nước. Đây cũng là nơi cung cấp không gian làm việc, nghiên cứu, ươm tạo, đưa các dự án đổi mới sáng tạo phát triển lên một tầm cao mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye!